Thì thật ra là trong mỗi một chương trình ca nhạc, chúng ta đều không thể nào mà nhắc đến những cái công lao của những người nhạc sĩ đứng trên sân khấu. Và Chí Tài rất là lúc nào cũng yêu thương những nhạc sĩ đứng sau lưng mình. Tại vì lý do là sao? Hồi đó giờ, trước khi Tài chuyển qua làm hài thì cũng đã làm nhạc sĩ và rất hiểu được những người này đã tới rất sớm và về rất trễ và tiền rất thấp. Là nhưng người ta vẫn yêu nghề. Và bây giờ để mượn một bài hát hòa tấu, một bài hòa tấu của ban nhạc để Tài có thể giới thiệu từng người trong ban nhạc của Cà Phê 1985. Mời quý vị hãy hướng về sân khấu và tập trung coi từng kỹ thuật của mỗi người nhạc sĩ trên sân khấu như thế nào. Mời quý vị lắng nghe. Keyboard tình huống.
linh hồn của ban nhạc Hoàng Trung. Sử dụng trống.